Chào mừng mọi người đã đến với kênh Anh Bậm Vlog. Chào các bạn nha. Mọi người ơi, hôm nay anh Bậm sẽ bắt đầu là có đi chợ mà mình sẽ có làm một cái món, đó là món là gắn mình hầm bầu, mình luộc bầu nha. Gắn mình nấu canh bầu nha mọi người. Ở đây là gắn là màng sẵn nha. Rồi là có dằn xương sẵn ha. Còn ở hiện tại ở đây là có cá, ở đây là hiện tại ở đây là cá, biết chưa mọi người biết không? Cá sặc màng sẵn ha. Cá sặc đầm á. Cá sặc đầm mình màng sẵn. Còn qua đây là rau, còn ở đây là hành. Và mình sẽ bắt đầu mình tiến hành là mình làm cái món là gắn hầm bầu. Đó, mọi người đang vào bếp. Đầu tiên mình sẽ bắt đầu mình chế mỡ tỏi nha. Sau đó mình sẽ cho gắn vào. Sau đó mình cho cá vào luôn ha. Rồi mình xào qua xào lại nha mọi người. Gắn khi mình ấy mình xào qua xào lại như nè. Đó, khi mà sắn gắn nó săn lên á thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ cho nước vào nha mọi người. Đây có chuẩn bị ấm nước, mình sẽ bắt đầu cho nước vào. Cho nước ít ít gì nè, vừa sắp sắp thôi. Trong lúc này thì vợ mình nó đang sắc bầu nè, mọi người thấy không? Sắc bầu ra phanh phanh nè, chút nữa khi mà gắn nó chín xong mình sẽ bỏ cho bầu vào nha mọi người. Gắn nó quá chín mình sẽ bắt đầu đổ bầu vào nha mọi người. Đó, bầu mình cho vào nè. Rồi mình lấy cái giá mình trộn qua trong lại ha. Sau đó mình sẽ cho một cái chén hành vào. Đây chén hành á, mình có nêm đường bột ngọt rồi luôn nha mọi người. Mọi người ơi, bây giờ canh bầu cũng đã, canh gắn hầm bầu cũng đã chín nha mọi người. Đây, gắn hầm bầu đây. Đây một tô canh gắn hầm bầu. Còn đây là mình có chuẩn bị là bánh tằm nè, rồi đồ ăn bánh tằm. Còn này nước mắm để ăn bánh tằm, còn đây bún. Đó. Còn đây là dưa leo rồi sống. Mời mọi người giờ mà hai chồng mình còn ăn bún ha. Mời mọi người cùng ăn bún nha hai chồng mình nghe. Ở đây là gắn hầm bầu nha mọi người. Ngọt lắm á. Rồi mình vô thử miếng bầu nha. Ngon nha mọi người. Bầu hầm mềm quá. Vô miếng giá nè. Giá. Này tàu hủ nè. Dưa leo. Mình trang miếng nước mắm nè. Là gắn nè. Gắn. Gắn vô gắn đi nè. Gỡ vô. Cá cá được bầu được chấm cá khá vô ăn. Ôi trời ơi. Có ăn được nước bầu rồi Trang. Ngon. Trang miếng nước bầu luôn. Đây là gắn hầm bầu nha mọi người. Mời mọi người cả nhà cũng ăn với mình ha. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này cả. Gắn à? Ăn đi, gắn đó mình mầm. Nói thế chịu rồi chứ biết sao giờ. Ừ.
Ba con gắn nó dưới đây nè. Ừ. Nó chìm, nó kêu nó nặng á. À, trứng gắn luôn nó đây tùm lum này đây. À, ruột gắn nè. À, đây là cái miếng, đây là miếng ruột gắn nha mọi người. Quá im luôn mọi người ơi. Ngon, gắn béo lắm nha mọi người. Đây cái gắn đầm này béo lắm. Ở dưới dưới là à mọi người, đây miếng gắn nè mọi người, gắn đầm béo lắm, ruột nè anh. Ừ. Mới ăn cái ruột hả? Mày gan hả? Ừ. Gắn nó còn nóng, ăn ngon, ngọt. Ừ. Đây nên đi lấy chén lần xưa. Gắn nè mọi người. Rồi rồi, tới công chuyện này. Miếng đậu phụ anh. Hổ luôn mọi người ơi. Rắn đây còn nhiều này vậy. Kiểu nó chìm, nó nặng, nó chìm á. Dạ thế. Mà cả nhà cũng ăn rắn nha, chào mình nha. Ngon quá. Quá im luôn mọi người ơi. Thank you.
Đây đã hết nửa kiếm tầm nha mọi người. Đùm cái hồi mình cũng no luôn nè. Rồi video mình cũng xin khép lại tại đây ha. Chúc mọi người có một buổi xem vlog thật vui vẻ và nút mình thăng nha. Rồi chào mọi người. Mọi người nhớ bấm đăng ký ủng hộ hai chồng mình nha. Rồi.